Chỉ hơn 400 triệu nha Anh chị ơi chỉ hơn 400 triệu Nếu chúng ta tìm được bất động sản ở Nằm trong thị trấn đất ở đô thị đó, quý vị Thời điểm này là chúng ta còn có thể Còn có cơ hội Và chúng ta đầu tư tại thời điểm này Thì đây là cái cơ hội rất là tốt để anh chị đầu tư nhá Bởi là đất ở đô thị Ở thị trấn Tân Khai Mà hiện tại giá chỉ hơn 400 thôi Thì rất là khó tìm quý vị Ở thời điểm trước những vị trí này giá đang dao động Từ 650 triệu cho đến 800 triệu trên một nền tùy theo vị trí và ngay ngày hôm nay quý vị nha đó chủ hạ nửa giá luôn quý vị nha giá chỉ hơn 400 triệu chúng ta có diện tích đất là ngang năm sâu cho 40 và đất chúng ta có 50 mét đất ở đô thị tại thị trấn Tân Khai à, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước nha đấy chúng ta có thể thấy ạ à, người ta thường có cái câu là hãy đưa cho tôi một bất động sản đẹp và tôi sẽ khiến nó trở thành một bất động sản tuyệt đẹp đó là như thế này nè quý vị đó trước đây chỉ là một cái bất động sản đẹp thôi nhưng mà ông chủ này ông đã khai thác làm cái ao này rồi làm bóng đèn xung quanh ao này rồi sau này sẽ thành thành những cái gì ạ thành những cái hồ câu giải trí quý vị rồi câu giải rồi này kia ở đây hết đúng không ạ đó sẽ thành trở thành những bất động sản tuyệt đẹp và bất động sản trọng thơ giới thiệu cả nhà nào ở đây quý vị sổ sẵn cầm tay nha mặt tiền đường nhựa với lộ giới trục đường này là đường 12 hai quý vị nhá rồi và ở đây ạ chúng ta di chuyển hai trung tâm thị trấn Tân Khai chỉ có 3 km thôi. Và nếu chúng ta di chuyển ra quốc lộ 13 chỉ 2,5 km. Từ đấy chúng ta đi làm là tại khu công nghiệp Minh Hưng đó quý vị. Là di chuyển 10 phút di chuyển nha. Đó, chỉ có 5 km là tới cổng khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko, Minh Hưng Hàn Quốc và Minh Hưng 3 rồi. Ở đây à, hiện tại giá bất động sản là chỉ bằng nửa giá của thời điểm trước. Những anh chị nào chúng ta quan tâm bất động sản và đã từng tìm hiểu bất động sản và đầu tư bất động sản mà chưa đầu tư được các quý vị có nghĩa là thời điểm trước giá cao quá chúng ta ít tiền quá chúng ta chưa mua được thì thời điểm này ạ à, thời điểm này là thời điểm để chúng ta đầu tư bất động sản tại thị trấn Tân Khai quá đẹp và đây là cơ hội tốt để chúng ta đầu tư năm 2024 nha 2025 sẽ thay đổi rất là nhiều chính sách về bất động sản nên chúng ta sẽ khó đầu tư hơn anh chị quan tâm thì tranh thủ gọi trọng thơ xuống thoại trọng thơ để trên trang cá nhà ạ